Hai xin chào mọi người nha, mình đang trong suối Mã Đà nè. Bây giờ thì đi thăm lưới rồi các bạn. Rồi chiều hôm qua giăng đâu 7-8 tay gì đó. Bây giờ đi thăm ha. Sung trong này chín rất là nhiều mọi người ơi. Quá trời sung luôn nè. Chiều hôm qua mình giăng xong mình kiểm tra lại thì dính rất là nhiều cá rô biển luôn. Không biết sáng nay như thế nào đây. Bữa nay thì chỉ đi thu lưới thôi nha mọi người. Thu lưới thôi, về nhà mình mới gỡ cá. Tay đầu tiên nha. Chưa thấy gì hết. Đây. Mọi người dành cho rõ nè. Cá ngựa đây. Cá ngựa. Xuống kia rồi. Cá ngựa nè các bạn ơi. Cá ngựa nam. Sao không thấy cá mấy ta? Mỗi lần tính dữ lắm nè. Cá trắng này. Nước này cạn lắm rồi mọi người ơi. Nước dòm thấy đáy luôn rồi. Cá trắng nữa nè. Ủa, cả mẻ đầu luôn, không được bao nhiêu cá hết các bạn ơi, nó cạn quá. Ủa, được tầm chục con à. Ủa, giật này, giật này, giật này. Ở chỗ này thì nó sâu hơn một chút. Bữa nay mình chỉ thu lưới thôi nha, về nhà mình mới gỡ. Đâu rồi, cá đâu rồi? Ô, thấy giật ngon lành luôn rồi. Ô, cá rô biển các bạn ơi. Đây này. Một con rô biển. Có dính con nào bự không đây? Cá trắng. Thấy cá giật quá trời luôn mà. Đường con ra biển đó các bạn. Không dính mấy hết. Ô, thác lát nè. Thác lát bữa nay cũng trốn hết rồi. Ô, thác lát bự luôn. Thác lát bự luôn các bạn ơi. Tay này thì đỡ hơn tay trước rồi. Một con nữa nè. Tay lưới thứ hai nè mọi người. Được mấy con rồi. Bữa nay thì nước rất là cạn luôn. Mình nhìn thấy đáy luôn. Thành ra là cá nó cũng rút về mấy cái chỗ sâu hết rồi. Bữa sau mình tìm chỗ sâu mình giăng ha. Thôi đi thăm tiếp thôi. Mới có hai tay lưới thôi. Suối cạn này nhờ những cái lụm cây như thế này mà còn cá nè các bạn ơi. Không là chắc cũng tiêu rồi. Cũng hết luôn á. Có chỗ cho tụi nó rút. Đâu rồi một. À đây đây. Cái tay này mình giăng cắt suối luôn. Giăng ngang suối luôn nè. Thác lát nè. Thác lát bự. Suối này dù gì cũng vẫn còn một mớ thác lát các bạn ơi. Cũng đỡ buồn. Cá rô nè. Trời, con rô biển to vậy. Con rô biển nè các bạn ơi. Trời má luôn rồi. Cá mè. Nó quấn cái lưới không còn gì luôn á. À, có thêm con rô biển nữa nè. Con rô bự bự không à. Rô nè. Bự quá trời nè. Rô biển sai đó là bự lắm rồi. Rồi hết lưới được mấy con vậy đó. Giăng này mình cắt ngang suối có chút xíu à. Chục mét à. Không này.
Ô, cá rô biển các bạn. Chiều hôm qua mình vừa giăng xong mình gỡ cũng được nhiều rô biển lắm. Mình gỡ luôn nhưng để sáng nay sợ nó chết. Rồi dính cha không à. Ok. Cắt lát nữa nè, cha nhiều dữ vậy. Con cá mè bự ghê. Rồi, 3 4 thác lát chỗ luôn. Lát nè. Lát hay bu ngay đầu lưới các bạn. Ngon chưa? Cá trắng. Ui cá trắng nè. Quá trời nè. Trời ơi sao tay này nhiều vậy. Mà cá trắng không à. Dưới cá trắng không các bạn ơi. Dưới rác nữa rồi. Rất là sợ dưới mấy cây này luôn á. Ui cá rô biển nè. Ui tay này là nhiều cá các bạn ơi. Con này to ghê. Quá trời nè. Tay nào cũng như tay này thì bữa nay nhiều nhiều cá rồi. Ui cá rô biển nữa. Cũng được khai thác cá rô biển rồi nha. Nay về là có mẻ cá khô rồi đó. Quá trời luôn. Trời sao chỗ này lại nhiều thế này. Cái dây cá nè mọi người. Trời trời trời. Quá trời luôn nè. Cái chỗ này là đúng địa bàn của nó rồi sao. Cả nồi cá luôn. Ui xôi. Cá phải đo bằng dây các bạn ơi. Này cũng có con to nè. Đó ngon lành luôn. Chỗ này bãi đá nhiều. Cái nào cá nó có chỗ nó ở không ta. Rồi tới đây hả. Đó. Ui quá trời. Ủa, cái tay cuối này nhiều nha. Cuối này quá quá trời nha. Mấy ký á. Đây tay lưới cuối cùng nè các bạn ơi. Cá quá trời luôn. Nhìn ham chưa. Ui cái này về lo mà gỡ các bạn. Khủng khiếp luôn á. Được mấy con cũng bự nè. Ngon chưa. Thôi đi về nha. Về nhà gỡ xong. Tí ơi, xuống gỡ cá phụ ba đi. Bây giờ bắt đầu gỡ cá thôi mọi người. Quá trời này mà gỡ hơi bị lâu á. Cho ra đây gỡ cá nè. Đây quá trời luôn, gỡ khá là tốn thời gian luôn mọi người. Bữa nay thì được không có nhiều đâu, tầm tới 5-6 kg thôi. Đúng rồi. Cá trắng quá trời luôn. Tầm 5-6 kg các bạn ơi. Ngon nhất là cái này nè. Cái này thì bữa nay mình cá rô biển này mình để dành lại mình làm khô một đáng mình phơi ăn ha. Trong rẫy này làm được một mớ khô thì rất là quý luôn. Để đã phải đi mua đồ ăn. Đây là cá thác lát cũng nhiều nữa. Để lựa ra. Cá thác lát các bạn. Phân loại ra ha. Được mấy mẻ luôn. Ôi quá ngon. Được mấy con cá lăng nữa.
Đây, cái món cá rô biển bữa nay mình phơi một nắng các bạn ơi, phơi vừa dốt dốt lại luôn. Một cái này chiên ăn thì nhức nách thật, nhà mình ai cũng thích hết. Giờ chiên mấy con ăn cơm nha mọi người. Cái này để ăn cả tuần, hay chồng ăn cả tuần luôn, thoải mái luôn. Mình ướp ớt hiểm với lại tỏi thôi, với muối. Đơn giản thôi, càng đơn giản càng ngon các bạn. Đừng ớt tùm lum hết, ăn không được không? Ăn không bằng đâu. Nhà mới vẫn chưa có bếp các bạn ơi, giờ nấu ăn bây giờ nấu tùm lum hết à. Bắt cái bếp ga nhỏ nấu tạm thôi, sau này cái bếp thì đang trong quá trình làm tiếp. Đấy. Ôi nó thơm, nó dậy mùi tỏi lên nó thơm quá. Cái này thì bây giờ một là bỏ tủ lạnh nha, còn không thì mình ăn nhanh đó thì mình bỏ vô cái gạt măng rê cũng được, để cho nó thoáng mát, là để tầm khoảng một tuần 10 bữa ăn thoải mái luôn. Còn nếu mà ăn chậm thì mình cứ bỏ tủ lạnh cho chắc. Đó, rất là ngon ha. Rồi, xong rồi các bạn ơi, bữa cơm đạm bạc ha. Này thì bữa nay có khô với lại cái canh chua cá tra bữa câu này mọi người, hai con nhỏ nhỏ đó. Còn đây là khô cá rô biển nè, rất là ngon ha, mọi người bắt được làm thử ăn đi, tôi biết liền à. Tí thì quên cái trái này các bạn ơi, hôm nay đi chơi được mấy trái nè, về cắt ăn ghém nè, cho đỡ ngán. Ui, chảy nước miếng à. À. Chào mọi người đi. Đang cơm mà nó dậy nè. Ở đây đây, đây nằm xuống. Thôi để nằm. Thế ơi, chào mọi người đi. Đang cơm mà cũng dậy rồi. Cái gì vậy? Gì nhìn lạ quá vậy? Miếng khô này ăn với điều ha. Mời mọi người nha, các mọi người theo dõi video rất nhiều. Cảm ơn.